10 tác phẩm mà anh em chúng tôi cực kỳ yêu thích tại triển lãm Triều Điền là như thế nào, mời mọi người cùng đón xem hết video nhé. Có khoảng 300 tác phẩm như ban tổ chức ở đây vừa công bố với mình, nhưng mà cá nhân mình đang đánh giá một cái cây gọi là chất liệu hoa giấy như thế này. Anh em cùng thưởng lãm xem nó có những cái điều gì mà rất nhiều những anh em, đặc biệt là nhiều người đánh giá rất cao cái tác phẩm này. Và đây là hoa giấy hả anh? Đúng rồi, hoa giấy em. Em nhìn nó dáng nó gọi là chạy dáng này, các cái tay ở chạy triện này gần giống như quốc tế. Nhưng mà đây giống như đồ gỗ ấy. Bên mình làm không? Nhưng mà đây. Nhưng mà nhìn cái dáng lạ, nhưng mà đây có phải dáng văn nhân này. Có phải? Nó cũng, nếu mà văn nhân thì cũng lả lướt, nhưng mà ở đây ấy nó thêm được những cái đường chạy này. Cá nhân mình thì bây giờ gọi nó là như anh em gọi là chơi ấy, thì mọi người hay nói là tay chạy triện. Tức là gì? Chuyện là những cái điểm này vuông góc rơi đấy. À đúng, nó đúng rồi, nếu trong đồ gỗ nó như kiểu những cái đường chuyện ấy đấy, vuông góc thì anh mới nói em là em giống cái làng nghề trên em không đúng. Nhưng mà ở đây nó là một cái gọi là một cái nguyên liệu sống chế tác để làm đeo. Nếu như anh được biết thì cái cây hoa giấy này làm bộ tay này ngoài chục năm là cái chắc chắn. Mà cái tư duy hàng chục năm trước làm gì có công nghệ thông tin, làm gì có mạng mà anh em đã xây dựng lên như thế này. Em chào các anh nha. Sang nhỉ. Nhìn nó kiểu sang chảnh ấy. Đấy, anh, nhưng mà anh cá nhân anh thì anh thích nha. Ngoài cái này ra có một cái nét, một cái tay, một cái bông, một cái đây nó gọi là bông mạnh. Này. Thì anh thấy thích một cái nét nó vẩy ấy. Vậy như cái nó đi không, xuống nó đi hẳn ra ngay ra đây này. Ngoài những cái điểm này nó phá vỡ, ở đây đang bị thiếu đi những cái, nó rất nhiều những điểm rơi nha. Nhưng anh thích một cái, anh thích thôi. Còn cái việc là mỗi người một quan điểm, nhưng mà phải nói để làm được như thế này rất kỳ công. Và mình thích rằng cái bóng này, mình vẫn thích cái bóng này, là cái bông này nó dai ra, hơi ra một chút. Và bây giờ xin mời anh em cùng tham quan nha. Anh ơi, cái cây này. Cái lá nó giống lá đu đủ. Đúng rồi. Giống hệt lá đu đủ. Lá giống đu đủ. Cây phong. Cây phong của Nhật. Nó cười. Thế rồi, đang cháu đây. Nó không biết. Cháu nó đang hỏi chú ạ. Nó quay kia tôi cũng phải nói. Đấy, đây là cây phong của Nhật. Đấy, mà tại vì em thấy nó hay ở cái cây này anh. Nó kiểu nó vón cục vào nhau chứ nó không kiểu như cây Việt em, mình nó... Em nhìn nó giống như cái bánh đúc ấy, đúng không? Nó kiểu nó thực ra nha, cây này anh quý cây Nhật à, bạn quý này mình cũng biết thì cây giống này ấy,
cái chủng loại này nó rất phù hợp chơi, và đặc biệt làm bonsai ở bên Nhật nó cũng rất chuộng. Ở đây thì nếu mà nó bố trí để có được một cái background, một cái phông đằng sau ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái nét cây nó rất chi là tự nhiên, nó gần như là không có cái nó như cây ngoài tự nhiên được mang vào trong chậu. Và cái tính cổ thụ của những cái chân bệ này nó bẹt ra này, nó thể hiện cái tính cổ thụ. Tuy nhiên cái dòng này nó chưa gọi là cái về cái sắc thái da ấy, nó không được như những dòng xanh si này là nó sần sùi. Đúng rồi, em thấy nó cái da của cái dòng nó cây này nó trơn. Nhưng mà nó lại cái thể hiện cái đặc tính của nó là cái bệ này, nó phẹt ra. Nó lại là những cái gì đấy mà nó mang cái tính cổ thụ như vậy đã là một trong những cái nét mà chỉ có những cây cổ thụ có. Đấy, chứ không cần phải là nhất thiết phải là sần sùi, nó phải như tre trúc chẳng hạn. Nó còn đốt thôi. Nó khác, mỗi loại có một cái đặc tính sinh trưởng riêng. Đấy là cái buổi hôm nay em sẽ học được ra nhá. Bây giờ mời anh em và mọi người theo dõi. Hãy kể tên cho mình một cái cây xanh mili tầm trung mà chi phí đầu tư khoảng 15 triệu để mà có thể xây dựng mang được đến một cái triển lãm. Rất khó đúng không? Nhưng mà đây, giới thiệu với anh em, mình không biết là cái cây này chính xác chủ nhân mua bao nhiêu tiền, nhưng cá nhân mình thật sự ấn tượng. Em cảm giác giống như em cũng cảm thấy ấn tượng cây này từ hôm qua luôn ấy. Hôm qua em thấy rằng kiểu như mình đang bật cái quạt đây nó bay hết về đây. Tại vì hôm qua em cũng ngồi em đọc thì chủ nhân đặt tên này chưa? Cây xanh dáng bạt phong ấy, thì hôm qua em nghĩ trong đó mà cây này nếu mà là của mình sẽ đặt tên nó là cuốn theo chiều gió. Nếu về cái phần cốt ấy thì anh nghĩ rằng nó đâu đó sẽ khoảng 20-25 triệu thôi. Hoặc có thể rẻ hơn 10-15 triệu. Đấy là điều bình thường. Nhưng cái giá trị ở cái cây này, đó là cái người nghệ nhân người ta có ý tưởng làm dáng gọi bạt phong, tức là gì, gió lùa đấy. Em tưởng tượng ra đây này, anh để một cái quạt đây nó lùa hết bay hết về đây, thì anh đang đánh giá rất cao cái tư duy làm cho cái phong cách mới này. Vì nếu ở đây mà mình làm những cái chi cành bông bình thường khác mà triển khai thì có thể là nó sẽ không có điểm nhấn. Tuy nhiên với những cái gì mà người chủ nhân đang xây dựng cái định hướng này, có thể là nó đẹp xấu, ít tiền nhiều tiền không quan trọng, nhưng cá nhân mình đánh giá cao đấy là một dãy này, đây là một sự khác biệt. Và khác biệt như thế nào thì mời anh em cùng tham quan ở mọi góc cạnh nhé. Đây không phải là tín đồ của xanh Nam Điền và Big Sai. Mời anh em tham quan một trong những cái cây xanh quê xanh Hải với kích thước khoảng 32 đến 34 cm và đang nằm ở một cái chậu men. Cây có tuổi đời, mình phải nói thật luôn là quá già, được cắt chuyển rất kỹ ở một cái tầm size rất chi là phù hợp với anh em chơi sân vườn, ban công với những cái diện tích nhỏ. Trước mắt anh em đây mình cực kỳ ấn tượng bởi cái dàn chân bệ này với cái tuổi thọ cốt cây là cây chất chậu rất chi là lâu năm này. Mặc dù là xanh quê, tuy nhiên mình phải nói luôn rằng những cái cây xanh quê xanh hạt như thế này thì ưu điểm của chúng là cái bệ không bao giờ thô to, và cái nguyên liệu trước mắt anh em mình đây này, cái sản phẩm này đang có một cái sắc thái da cực kỳ đẹp, mà mình phát hiện rằng là cái gọng của nó đang là màu tím anh em nhé. Đây này,
cameraman quay ở đây cho anh em xem. Cái gọng này nó tím. Đấy. Thì những cái cây xanh hạt có cái gọng nó như màu đấy thì cái chất nó là không có gì cây xanh ăn liền. Và bây giờ mình sẽ mời anh em tham quan hai mặt của cây. Còn về giá trị nha, chúng ta không bàn đi. Anh em cũng đã biết rằng cái thị trường si thì tầm này đang chững phải không? Nhưng mà sau lưng anh mình đây nó không hề chững một chút nào. Vì nó quá đẹp, nó đẹp, nó có những cái gì mà anh em tham quan. Cá nhân mình nghĩ rằng cái điểm bên này nó còn một chút do cái vấn đề là cháy. Thì những cái đó nó không nói nên được. Ngoài những cái vẻ đẹp của nó, tất cả ở đây các cái thân cây đều uốn lượn, không có điểm cứng, điểm đơ nào. Tuổi cây rất già và đang là một cây hoàn thiện. Mình cũng biết rằng ngọc thì cũng còn có vết cơ. Nhưng mà với một cái cây si quần thụ tổng thể cao khoảng 65 đến 70 phân như thế này, đây là có lẽ là một trong những cái sản phẩm đáng để anh em cân nhắc. Và anh em còn thấy những cái cổ phiếu của thị trường như thế nào, hay cái tư duy về cái cách xây dựng của cái tác phẩm này ra sao thì cùng comment ở dưới bài viết nha. Cá nhân mình thấy nó rất tuyệt vời. Trước mắt anh em đây là một tác phẩm ruối Hoàng Anh Mộc bonsai mini, nhưng mà được phối một cái tiểu cảnh rất chi là đẹp, được chủ nhân vuốt ve nó một cách kỹ. Vào thời điểm vài năm trước thì những cái nguyên liệu như thế này thì gần như là phần cốt ấy, mình gọi là nguyên liệu ấy, thì nó rất chi là ít, giá thành nó không cao, ít tiền ấy. Nhưng mà được người nghệ nhân chăm sóc thổi hồn vào thì mình thực sự ấn tượng. Mặc dù tác phẩm vẫn chưa hoàn thiện lắm, tuy nhiên rằng mình nghĩ rằng chỉ cần một chút ít thời gian nữa thôi thì sẽ rất chi là tuyệt vời. Và đây là những cái xu hướng, cái phong cách làm bonsai quốc tế mà anh em vẫn hay gặp ở trên rất nhiều những cái diễn đàn, những cái trang mạng xã hội. Tuy nhiên với cái nguồn nguyên liệu là ruối như ở thị trường mình thì nó rất đa dạng để mà anh em chế tác, xây dựng. Cá nhân mình thấy cho là nó rất phù hợp. Còn về giá trị hiện tại của tác phẩm này thì có lẽ là chủ nhân đặt tên thôi. Anh em nghĩ sao về cái tác phẩm này? Cùng comment ở dưới bài viết nha. Cổ phiếu gì tầm này tụt độ hẳn luôn rồi anh em ạ. Đấy là quan điểm của mọi người thôi. Còn cá nhân mình, đằng sau lưng mình đây là một trong những cái tác phẩm si cực kỳ ấn tượng. Nó ấn tượng như thế nào thì mời anh em cùng tham quan nha. Chắc chắn đây phải là một cây si cổ thả nước ngày xưa. Vì lý do là anh em có thể thấy cái chân bẹ này đang rất cùn, không phải là cây trồng đất, chân nó to. Và đây này, đùn hết nu cục lên này. Các cái vị trí tay cành gần như đùn nu hết. Và đây, như anh em có thể thấy rằng cái nguyên liệu về si để chế tác thì thường là sẽ rất ít có được chi răm, nhưng mà ngay xuất hiện tại triển lãm Long Biên đây là một cái tác phẩm si một cực kỳ ấn tượng. Với cái mức chi phí mình được biết là đâu đó khoảng tiền tê đấy, nhưng mà rất tuyệt vời, đẹp, cái tầm size khoảng 70 phân. Khi nhìn vào cái tử này, mặc dù có thể ngày xưa là được các người nghệ nhân người ta gọi là chuyển đổi
tháo từ phần trên đặt xuống hay là như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà về cái đấy là cái cách chế tác thôi, nhưng mình thấy phải nói là cực kỳ ấn tượng cái tác phẩm này, dù nó là gì đi chăng nữa, nhưng mà với những cái gì trước mắt quý vị và các bạn chúng ta đang xem cảm nhận thì cái độ tuổi của cây cũng như cái bố cục cây có những cái điểm khó, có những cái điểm mà này gù như thế này, điểm khó như thế này, chất cây như thế này, với những cái chất bệ như thế này, mặc dù thiếu nhưng chúng ta có thể bổ sung bằng cái việc nuôi, việc làm nó quá dài để chúng ta khai thác thêm. Nhưng mà để hoàn thiện được như thế này thì tại sao mình lại nói là xịt cổ nữa nhé. Đây là một cái ngọn của Phúc ngày xưa đây này. Ngày xưa nó là một cái mảng to thì đã được các cái người nghệ nhân người ta chế tác được đẩy nó ra vẫn giữ nguyên. Nhưng mà nếu đây là một cái cành lon để anh em chế tác thì nó rất buồn cười, nhưng mà nó già rồi, nó có cái tuổi thọ nó rất cao và thậm chí còn đang đù nu lên đây này, anh em có thể thấy tự nó dạng ra này. Thì có thể cái điểm này nó còn tòi to như cái ngón tay. Đấy là cái điều thú vị mà anh em cùng chờ đợi xem cái chủ nhân của cái tác phẩm này là ai, và nó có những cái điểm gì thì mời anh em đến tại triển lãm Long Biên để tham quan nhé. Nếu như lấy cái tuổi già ra làm thước đo cho cái vẻ đẹp của một cái cây, nó có thể đúng nhưng không hoàn toàn. Lý do tại sao thì xin mời anh em tham quan. Một cái tác phẩm xanh Nam Điền vẫn đang được chế tác. Ở đây chỉ khoảng 75-80% thôi, nhưng mà cái nét gọi là nghệ thuật của nó thì thừa luôn. Mà cái tuổi của cái tác phẩm này mình nói luôn không hề cao nha. Không hề cao, nhưng cái độ phong tranh, cái tính và cái dáng của nó cực kỳ sáng. Cái nét nghệ thuật ôm bo đá và song hành với đấy, anh em có thể thấy được một cái nét vẩy nha, như cái nét chữ bút của thư pháp ấy. Đây, cái bông tay vẩy một phát véo, cực kỳ nghệ thuật, và xin mời anh em cùng tham quan. Xin thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại triển lãm Long Biên và tôi đang đi tìm cái tác phẩm nào mà ban tổ chức nói là ngay tại nơi này xuất hiện có những cái cây 1,5 triệu. Tôi không hề biết, và tình cờ tôi đang gặp được một cái tác phẩm sung. Mặc dù là cái chất liệu, cái nguyên liệu phôi ngày trước của cái tác phẩm này có lẽ là rất ít tiền, mình nghĩ là như vậy, nhưng cái cách mà họ xây dựng, cái thời gian mà anh em tạo dựng ra, đấy là cái điều quý. Và hoàn toàn ở đây anh em có thể tham quan, tham khảo để thấy được những cái ưu, những cái nhược điểm gì. Cá nhân mình nghĩ đây là một tác phẩm mới chỉ hoàn thiện được đâu đó khoảng 60-70% thôi. Bonsai Minh Dưỡng, chủ nhân của tác phẩm Dấu Ấn Thời Gian, bộ ba huyền thoại, mang tác phẩm này đến tham dự tại triển lãm Long Biên có những gì, mời anh em tham quan nha. Nhưng mà cá nhân mình đang đánh giá một cây xanh dáng làng như thế này, với kích thước cao khoảng 70 phân, 75 phân, cực kỳ ấn tượng.
khô đét ra, khô từ rễ lên đến ngọn anh em ạ. À. Anh em có thể thấy này, cái thân cây nó còn có cái chất như kiểu lổ bóng này, chỉ có ở trên những cái cây cần thăng này. Đấy. Và chi cành thì cắt giật rất kỹ mọi người nhá. Rất kỹ. Đây vẫn xứng đáng là những cái tác phẩm đáng để sưu tầm. Sưu tầm có thật sự có giá trị. Giá trị ở đâu? Khi mà tính nghệ thuật hoặc tính giống loài được đề cao. Đây, Xi Đài Loan, mời anh em tham quan. Cái dáng bao phê luôn, mình cực kỳ ấn tượng cái dáng những cái cây hoành như thế này. Đẹp quá. Cái giống Xi tàu này nó khác với những cái giống Xi ở mình. Đấy là cái chất liệu da này, nó cứ lốm đốm mà lứt lứt như cái cây cần thăng ở vườn mình ấy. Đấy. Nhưng mà cái điều, một điều đặc biệt đấy là gì? Cái cây này nó không bị tụt lá nhiều đâu. Đó. Mà mỗi một cái nhược điểm là nó không thể, rất ít cây được già như những cây Xi ở mình. Vì có thể là anh em không nhập về hoặc cả cái lý do nào đấy. Tuy nhiên rằng cái cây này một cây rất già, đùn hết nung cục. Và có kích thước khoảng bao nhiêu? 35 phân. Dáng thì thôi, miễn bản. Quá đẹp.